Tập 11. Chúng ta đã lần lượt ba lần phát hiện ra dấu vân tay 6 ngón. Hình như là Kỳ gia đã bị lời nguyền bàn tay 6 ngón. Mình đã từng nói dấu vân tay 6 ngón này là bơm khói hung thủ tạo ra. Lẽ nào cũng không tin đó là lời nguyền sao? Thực ra mình cũng không tin lời nguyền gì đó. Cậu có manh mối gì? Mình vẫn luôn cảm thấy sự việc mổ chó ngày hôm đó có một vài điểm kỳ lạ. Nhưng chúng ta không phát hiện ra được ở đó cái gì hết. Cho dù trong mổ chó không có gì, một quái nhân 6 ngón tại sao lại tới đó? Có lẽ việc Tô Phóng làm bên ngoài sẽ càng dễ tìm Thượng Quan hơn. Suy cho cùng, người cậu ấy mang về tin tức Thượng Quan và quái nhân băng bó ở cùng nhau. Mình cũng muốn tìm được Thượng Quan. Để tìm được hung thủ, nhất định phải tìm được Thượng Quan. Hy vọng quái nhân đó không biến thái gì là được. Cậu cũng chê trà không đủ đặc sao? Mình thêm vào hơi nhiều đang bỏ lại đây. Đi đến chỗ mộ chó. Mình vừa mới hãm trà xong mà. Có một bọc vải này. Sao ở đây lại có bọc vải này? Rõ ràng lần trước không có. Chắc chắn rằng cái này được đặt vào sau khi chúng ta đào mộ. Tại sao cậu không xem mà đã cầm đi vậy? Trong này là gì? Trong lòng mình đã rõ. Cậu mau chôn nó lại đi. Là lúc cậu bốc trà đã nhắc nhở mình. Lần trước hung thủ tới đây, mục đích của hắn ta không phải là giấu đồ, mà là lấy. Ý của cậu nói là hắn ta đã dùng xong rồi chôn lại. Đúng vậy, một cách rất thông minh. Vì người bình thường sẽ không đoán được hắn ta sẽ giấu đồ trong mộ chó. Mình cũng phục mình đó. Xin lỗi mày nha chó. Tao không hề cố ý đâu. Được rồi, đi thôi. Thanh Nhi cô nương, Thanh Nhi cô nương, cô đợi một lát. Tôi có vài vấn đề muốn hỏi cô. Ô cô nương, việc tôi biết tôi đều nói hết cho cô rồi. Tôi biết, nhưng mà vẫn còn vài điểm tôi chưa hiểu rõ. Con chó đó chết từ khi nào và được chôn từ khi nào? Lúc chôn chó có người khác biết không? Ô cô nương, cô là có ý gì vậy? Việc này có liên quan tình tiết vụ án không? Đương nhiên là có liên quan. Mong cô trả lời đúng sự thật. Thanh Nhi cô nương, cô đừng có sợ. Chúng tôi chỉ muốn biết xem quái nhân 6 ngón tại sao lại đến mộ chó thôi. Không phải là nghi ngờ cô. Cô nói những điều cô biết cho chúng tôi là được. Chú chó đó chết trước một ngày đại thiếu gia thành hôn. Lý quản gia bảo tôi mang chôn đi. Nhưng mà tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ, nhất thời không nhẫn tâm đã chôn nó như vậy. Tôi mới nghĩ ngày hôm sau là ngày đại hỷ. Nó lại không có duyên phận được nhìn thấy cảnh tượng vui mừng này, mà lại phải trốn trong mộ. Tôi thực sự không nhẫn tâm. Ít nhiều cũng phải để nó cảm nhận một chút không khí vui mừng. Vậy là tôi không đi chôn nó. Tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Tôi muốn đem thi thể của nó giấu ở một nơi náo nhiệt. Vậy nên đã tự ý đem quan tài nhỏ của nó để ở chạng bát trong phòng của đại thiếu gia. Tôi nghĩ dù sao cũng rất ít người động tới chạng bát. Để ở đó cũng sẽ không bị phát hiện. Trời ơi, vợ chồng tân hôn, nếu như tình cờ phát hiện trong phòng tân hôn của mình có một chú chó đã chết, vậy thì có tâm trạng như thế nào? Lúc đó tôi cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, để một con chó chết trong phòng tân hôn không được thích hợp cho lắm. Vậy sau đó thì sao? Sau đó xảy ra việc đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân bị hại. Lúc đó tôi rất sợ hãi. Tôi hoài nghi là do tôi đặt con chó ở trong đó mới gây ra mầm tai họa, nên mới mau chóng như lúc mọi người không để ý lấy chiếc quan tài nhỏ đó mang đi chôn. Vậy trước khi các cô tới đây, có người tiếp xúc với quan tài chó đó không? Không có. Cô xác nhận là không có. Chắc chắn là không có. Cảm ơn Thanh Nhi cô nương.
Đám người Âu Kỳ đó đã hỏi cô những gì? Tôi... Nói mau. Họ hỏi tôi việc chôn chó. Chôn chó? Việc này có gì đáng hỏi? Bọn họ có hỏi cô việc gì liên quan tới tôi không? Không có. Kỳ gia các người đã thất bại thảm hại. Các người chỉ hào nhoáng bên ngoài, còn tài sản trong nhà thì đã cạn rồi. Chỉ còn lại ngành gạo và quỷ phường này vẫn đang chống đỡ miễn cưỡng. Lại một mình ở đây bực tức trong lòng à? Ta đang nghĩ An gia sẽ vì việc làm ăn mà giết hại đại ca và tam đệ hay không? Nghĩ thì có tác dụng gì? Hoặc là đi điều tra, hoặc là quên tới thẳng cửa nói cho ra nhẽ. Quên chỉ đứng ở đây nghĩ nát óc cũng không nghĩ được đáp án gì đâu. Cô nương nói rất đúng. Nếu như không đi điều tra thì sẽ không tìm được đáp án. Vậy ta chúc huynh sớm tìm ra chân tướng. Ta đi trước đây. Tiểu dị, đến đây. Khách quan, mì của ngài. Chúc ngài ăn ngon miệng. Tô tỷ, cuối cùng cũng tìm thấy tỷ rồi. Người tỷ bảo tôi tìm là có tin tức mới rồi. Tin tức mới gì? Sự việc là như vậy. Tôi có một tỷ tỷ, nói trọng điểm đi. Dạ được. Tôi có một huynh đệ làm người hầu ở An gia. Cậu ta nói cậu ta đã từng thấy bức quà chân dung cô nương mà cô đang tìm. Nó được treo trong phòng của An Nghiệp Quá. Thì ra trong tay anh ta cũng có bức quả chân dung thượng quan. Không đúng, là bức quả chân dung La Nguyệt. La Nguyệt này quả thật là thần tượng đại chúng mà. Đi trước dẫn đường. Tô tỷ, bạc đâu? Bây giờ ta mới biết loại tiểu nhân yêu tiền như ngươi đáng ghét cỡ nào. Bà chủ, cho ta một bình trúc diệp thanh thượng phẩm. Cô nương, cô rất biết phân biệt hàng tốt xấu. Trúc diệp thanh của tiệm chúng tôi đều là mặt hàng thượng đẳng. Tiểu nhị mang cho cô nương đây một bình. Có ngay. Bà chủ, gần đây bà có từng thấy người có bàn tay 6 ngón không? 6 ngón à? Mấy ngày trước, quả thực tôi có gặp một tên quái nhân 6 ngón đưa bạc. Tôi thấy bàn tay hắn có 6 ngón tay, dọa tôi mất cả hồn. Người đó có nói đến trứng làm gì không? Không nhắc đến. Nhưng hắn hỏi tôi An gia ở chỗ nào. An gia. Mau đi, An gia gọi chúng ta đi cổ vũ. Một người một lượng bạc. Một lượng bạc à? Đi đi đi. Bà chủ, rượu. Cô nương, rượu của cô. An Nghiệp Quá, ngươi ra đây cho ta. Vị thiếu gia, cút ra, gọi An Nghiệp Quá ra đây. Hôm nay ta phải làm cho ra lẽ. An Nghiệp Quá, ngươi ra đây. Gọi hắn ra đây cho ta. Gọi ra đây, xin đợi một lát đi. Sao cô lại tới đây? Quân đã điều tra ra chứng cứ An gia giết hại đại ca đại tẩu của Quân à? Ngoài An gia ra, không ai hạ độc với người nhà họ Kỳ bọn ta. Sao vậy? Bằng hữu của cô cũng bị An gia bắt đi à? Trong phòng của An Nghiệp Quá có bức quả chân dung của La Nguyệt chị dâu Quân. Hắn ta cũng là fan của La Nguyệt. Đương nhiên là hắn bắt cóc bạn của ta rồi. Miếng gì chứ, chỗ ta đây còn có mì sợi nữa. Các người có cần? An Nghiệp Quá, tên hèn hạ này, ngươi là dám giấu trộm bức quả chân dung đại tẩu ta? Đồ bị ổi. Bị ổi gì chứ? Kỳ Hàng, ta nói ngươi biết, bản thân ngươi giấu trộm bức quả của La Nguyệt, ngươi đừng tưởng ta không biết. Ngươi giấu được còn ta không giấu được sao? Ngươi để quỷ hoại Kỳ gia bọn ta và quán hận đại tẩu ta, không để mắt tới ngươi nên ngươi thuê hung thủ giết chết đại ca ta, có phải không? Ta thích tất cả mọi thứ của Kỳ Dục. La Nguyệt là thi tử vẫn chưa xuất giá tới nhà hắn. Đương nhiên ta cũng thích. Nhưng ngươi thừa nhận ngươi thích La Nguyệt rồi. Ngươi muốn trước khi cô ấy kết hôn bắt cô ấy đi đúng không? Ta nói ngươi biết, người ngươi cướp đi không phải La Nguyệt, là bằng hữu của ta thượng quan. Ngươi mau thả cô ấy ra, bằng không ta thiêu trụi An gia các ngươi đấy. Vì tiểu nương tử này, ta càng không hiểu lời cô nói. Con người ta trước nay đều dùng mưu trí để giành lấy, chưa từng cưỡng đoạt. Nham hiểm vô liêm sỉ, ngươi còn muốn dạo biện. Chính ngươi đã giết đại ca đại tẩu ta, còn làm thương tam đệ của ta. Quái nhân 6 ngón chính là thủ hạ của ngươi. Đúng vậy, chính là thủ hạ của ngươi. Nhớ dẫn, quái nhân 6 ngón gì? Trước giờ ta chưa từng nhìn thấy. Ta hiểu rồi. Ngươi vì tranh đoạt tài sản đã giết hại huynh đệ của mình. Rồi du quan cho ta. Ngươi có ý đồ gì? Ngươi nói láo. Đừng động thủ. Xin cô nương đừng động thủ. Có gì từ từ nói mà. Nếu như các người cho rằng
ác nghiệp quá ta, là hung thủ giết người thì có thể đi báo quan, làm ầm ĩ ở nhà ta như vậy pháp lý khó dùng. Quan chính là đồ đệ của nhà ngươi nuôi, đánh cho ta, đánh hắn, chính ngươi là người hạ độc thủ, có gì từ từ nói. Dừng tay lại hết đi. Dừng tay. Giữa ban ngày ban mặt tụ tập làm loạn ở đây, trong mắt các ngươi còn có dương pháp hay không? Đại nhân, tôi nghĩ việc ngày hôm nay là có hiểu lầm. Kỳ nhị công tử, chứng cứ huynh chỉ ra an nghiệp quá, thuê hung thủ giết người e rằng chưa đủ. Cho dù hắn phẩm hạnh không tốt, nhưng cũng là con người có hiếu, muốn giết người cũng sẽ không chọn giết ngày vào ngày đại thọ của phụ thân mình. Cô nương này nói đúng. Âu cô nương, cô chỉ biết người biết mệnh mà không biết lòng. Đại ca của ta đã nắm được chứng cứ ăn nghiệp quá, đầu cơ trục lợi. Điều này khiến hắn ta ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn ta chỉ vì lấy được chứng cứ này, nếu hắn ta giết người cũng không mang tới hợp thời hay không đâu. Nếu như mục đích của ăn nghiệp quá là cuốn sổ ghi chép này, vậy thì sau khi có được bản ghi chép này, tại sao phải thuê hung thủ chặt thương kỳ mẫn? Vậy thì cũng không thể chứng minh hắn không cướp thượng quan đi. Ăn nghiệp quá người giao thượng quan ra. Tô đại tiểu thư à, cậu đừng có thêm dầu vào lửa được không? Hắn ta chính là hung thủ, chính là hắn ta. Tại sao hắn ta lại là hung thủ? Chính là hắn. Hai vị cô nương đừng cãi nhau nữa. Cứ cãi nhau ra ngoài, ngươi tránh ra. Loạn nhân thấp hèn trong mắt không có dương pháp. Người đâu, trói mấy người này lại, đưa về cho ta. Nhà đầu này hung hăng nhất, đưa về cho ta. Dựa vào cái gì mà bắt ta? Đừng bắt cô ấy mà. Dựa vào cái gì các người bắt ta chứ? Thả ta ra, thả cô ấy ra đi. Âu Kỳ. Suốt cuộc cậu nghĩ như thế nào hả? Hôm nay cậu cũng nghe thấy rồi đó. Bà chủ cửa hàng rượu ngon nói có quán nhân xó ngón nghe ngóng An Gia. Tại sao vừa vào An Gia cậu lại biện minh cho hắn? Bây giờ không tìm được thượng quan, Tô Phóng thì cũng bị bắt đi. Thật không biết là cậu đang nghĩ cái gì nữa. Âu cô nương, ta tin là cô có kỹ xảo phá án, nhưng mà ta thực sự không hiểu được tại sao hôm nay cô lại nói hộ cho người của An Gia. Ta không nói hộ cho An Gia, ta chỉ không muốn Kỳ Hàn công tử gây ra sai lầm lớn. Câu nói này là ý gì? Vì An Nghiệp quá không phải hung thủ, nếu như huynh ra tay với hắn, ác hẳn sẽ đối lý. Chỉ dựa vào những gì cô nói ở trước cửa An Gia, sợ rằng chưa thể khẳng định An Nghiệp quá không phải hung thủ. Ta biết chứng cứ hiện tại ta vẫn đang tìm, dù không thể phá án nhưng đủ để chứng minh sự thanh bạch của hắn. Có chứng cứ gì? Hiện tại thời cơ chưa đủ chín mùi, đợi tới lúc đầy đủ chứng cứ, Âu Kỳ nhất định sẽ thông báo với công tử đầu tiên. Đến Tô cô nương một bằng hữu thân thiết mà Âu cô nương cũng có thể phản bội, huống hồ là một người ngoài như ta. Ngài cũng cho rằng ta báo quan bắt Tô Phóng. Âu cô nương và Tôn Bộ Đầu đến cùng một lúc. Lúc Tô cô nương bị đưa đi, Âu cô nương cũng không nói thay cô ấy một lời. Ta không thể không nghi ngờ Tô cô nương lúc này đang chịu khổ lao ngục, còn Âu cô nương lại thờ ơ làm thinh ở đây. Ta thực sự nghi ngờ Âu cô nương có coi cô ấy là bạn tốt hay không. Nghĩ khí của nhị công tử khiến ta kính phục, nhưng ta phải nói rõ hai việc. Thứ nhất, ta không báo quan bắt Tô Phóng, ta và Bộ Đầu tới đó cùng lúc chỉ là trùng hợp. Thứ hai, ta không giải thích cho Tô Phóng là vì ta hiểu rõ bản lĩnh của cô ấy. Cô ấy không cần chúng ta phải lo lắng ở đây. Hơn nữa, tình hình lúc đó Bộ Đầu đại nhân sẽ không tin lời giải thích của ta. Trong lòng vị công tử hiểu rõ. Chỉ là công tử chỉ quan tâm tới bản thân mình mà thôi. Thế nào là chỉ quan tâm tới mình? Ta phải quan tâm ai? Nhị thiếu gia. Quả nhiên nhị thiếu gia ở đây. Có việc gì hoảng hốt như vậy? La Giao tiểu thư tới rồi. Đi, đưa ta đi gặp cô ấy. Bên ngoài có một cô gái tới, nói là em gái của La Nguyệt. Em gái La Nguyệt. Đi xem. Nó không chừng là có manh mối. Xin mời vị công tử vào. La cô nương, La cô nương, Kỳ mộ đã tới. Quynh đợi một lát. La cô nương, quynh ngồi trước đi.
Hai vị này là bằng hữu của Kỳ Mỗ. Vị này là Âu cô nương. Vị này là Hát cô nương. Mời hai vị cô nương ngồi xuống. Đa tạ, không cần khách khí. Kỳ nhị ca ca, tỷ tỷ ta và tỷ phu đã mất. Thật rồi sao? Đúng vậy. Lúc đó ta không có ở nhà. Cũng là sau sự việc xảy ra mới nghe tin dữ. Ta vốn định trong ngày tỷ tỷ thành thân sẽ tới đây chúc mừng. Không ngờ trên đường đi bị lật ngựa. Ta hôn mê đến ngày hôm qua mới tỉnh lại. La cô nương, cô vẫn chưa hồi phục. Không thể đau thương quá độ. La tiểu thư, xin hỏi La Nguyệt tiểu thư khi còn sống có kẻ thù nào không? Không có. Tỷ tỷ ta khi còn sống vẫn luôn đối tốt với mọi người. Vậy có người vì đem lòng yêu La Nguyệt tiểu thư, thấy cô ấy gả cho đại công tử Kỳ gia, vì yêu mà sinh hận, hãm hại cô ấy hay không? Tỷ tỷ ta đối với mọi người đều ôn hòa như nhau. Người yêu tỷ ấy sao có thể làm hại tỷ ấy được? Tôi xin lỗi, nhưng mong cô hãy nghĩ kỹ lại xem, trong những người yêu thích La Nguyệt tiểu thư, ai là người có tình cảm sâu đậm nhất, hoặc là tính tình kỳ quái không? La tiểu thư, việc này liên quan tới vụ án lệnh tỷ bị hãm hại, mong cô suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu nói người có tính tình kỳ quái thì có một tú tài họ Điền. Tú tài họ Điền. Tiểu Nguyệt, nàng tới rồi. Huynh thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Đã đỡ hơn chưa? Ngực còn đau không? Đây là lần đầu tiên tôi giúp người khác băng bó vết thương, cũng không biết băng bó lắm. Sao lại là cô? Để ta đỡ cô. Hắn ta là Điền Quân. Tỷ tỷ ta đã quen biết hắn rất nhiều năm. Vì thi nhiều lần không thành nên hắn ta đã nản lòng. Là tỷ tỷ ta vẫn luôn khích lệ hắn, để hắn tiếp tục học hành. Sau đó hắn thi đỗ tú tài, rồi đến đề nghị thành thân với tỷ tỷ. Tỷ tỷ giải thích cho hắn rằng tỷ chỉ có tình bằng hữu với hắn ta, không có tư tình nam nữ. Tỷ đã cự tuyệt hắn ta. Điền Quân từ đó sa sút chán nản. Sau đó hắn nghe nói tỷ tỷ chuẩn bị gả đi, đã chạy tới nhà của ta, còn mang một con dao cứa vào tay của mình. Hy vọng như vậy sẽ khiến tỷ tỷ hồi tâm chuyển ý. Tỷ tỷ sẽ không để tâm tới loại quái nhân như hắn. Cho nên nếu nói ai có tính tình quái dị, hơn nữa còn là người vì yêu sinh hận với tỷ tỷ, thì chỉ có tên Điền Quân này mà thôi. Nhất định là hắn. Vậy cô còn nhớ tướng mạo của Điền Quân không? Tướng mạo của hắn thanh tú, văn nhã, không giống một người xấu. Nhưng ta nhớ rất rõ, hắn ta cầm dao cắt vào cổ tay mình ngày hôm đó, giống như một con quỷ vậy, vô cùng đáng sợ. Trời đất, lẽ nào Điền Quân chính là quái nhân sáu ngón trong truyền thuyết? Phải rồi, bàn tay phải của Điền Quân có phải có sáu ngón tay không? Không. Hôm đó tôi có thấy một quái nhân đến tìm thiếu gia. Lúc đó tôi chỉ nhìn thấy tay hắn bị băng bó. Có phải sáu ngón hay không thì tôi không rõ.
Phải rồi, trù nương có nói có người tới tìm đại thiếu gia, tay người đó được băng bó. Xem ra Điền Quân rất có khả năng là người tới tìm Kỳ Dục. Ngươi từ từ thôi. Mặt nạ của ta đâu? Ta không cố ý. Này, đeo lại đi. Đi. Cút đi. Nào. Để ta giúp huynh. Tránh ra. Đi. Thuốc sắc xong rồi. Này, uống thuốc đi. Cô đừng giả vờ quan tâm ở chỗ ta nữa. Huynh biết không, thực ra huynh bỏ mặt nạ xuống đẹp hơn khi huynh đeo mặt nạ lên nhiều. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Kỳ, lúc mình và Thượng Quan tới đây lần đầu tiên, người ở mấy nơi này đều rất thảm. Thực sự không biết Tô Phóng bây giờ thế nào. Tôi vừa rồi còn nói cầu xin Tô Bổ Đầu xin thả Tô cô nương ra ngoài, không ngờ Tô Bổ Đầu từ chối ngay. Hai cô khuyên cô ấy nghỉ ngơi đi, giữ cô ấy ở đây tôi không yên tâm chút nào. Quên vất vả rồi. Tô Phóng đến đâu cũng không để người khác yên tâm. Ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, bảo ngươi mua một con gà nướng mang vào cho ta, ngươi lại lấy con vịt này đến đùa giỡn với ta. Ngươi cho rằng gà vịt ta không phân rõ được sao? Không phải đâu cô nương, đây không phải vịt quay mà là ngỗng quay. Bà cô Tô của cậu vẫn rất lợi hại. Ta nói các ngươi biết Tô Phóng ta học ngành kinh doanh, ngồi mát mà muốn lấy tiền của ta sao? Ta ngửi mùi là biết liền. Ngươi mua ở tiệm rượu Hà Diệp bên ngoài cổng thôn. Gà quay 3 đồng, vịt quay 2 đồng, như vịt của ta 1 đồng. Ta thực sự không có, ngươi phải phát truyền đơn miễn phí cho ta một ngày. Bằng không sau này ta không dám dùng ngươi nữa. Đây là hiểu lầm mà, cút đi. Có thứ cho mấy người này. Đa tạ Tô cô nương. Tô Phóng, cậu chẳng thay đổi chút nào. Tặng đồ cho người khác còn hung dữ như vậy. Hát dây đồng Âu Kỳ, hai cậu tới rồi. Hai cậu còn mặt mũi tới đón mình. Mình đã đoạn tuyệt nghĩa tình với các cậu rồi. Hai người đến đây nhận thi thể của mình đúng không? Nhìn cậu tiêu tiều của Thượng Quan, sống ở đây rất thoải mái. Mình có thể yên tâm tới tiệm cầm đồ rồi. Cậu tới tiệm cầm đồ làm gì? Cầm đồ lấy tiền mua quan tài cho cậu. E rằng người vào đó trước là cậu đó. Hai người đừng đấu khẩu nữa. Là cậu ấy đến quan phủ cáo mình. Đừng tưởng mình để cho cậu mượn cớ để nói mình. Cậu đã sớm biết Âu Kỳ trước giờ không tới quan phủ tố cáo cậu. Chẳng qua cậu chỉ muốn tìm lý do để cãi cọ mà thôi. Được rồi, đừng có diễn nữa. Đừng làm loạn. Được rồi, được rồi. Vậy các cậu cũng phải nghĩ cách cứu mình ra đi. Cứu cậu ra ngoài, không chừng cậu lại ân đoạn nghĩa tuyệt với tụi mình. Vậy phải xem tâm trạng của bà cô rồi. Nghĩ cách gì để cứu cậu ra đây?
Được rồi, chúng ta cứ để bà cô này hưởng thụ thêm ở đây trước. Hát dây đồng, chúng ta đi. Các cậu đi thật sao? Quay lại đây. Âu Kỳ, hát dây đồng, các cậu quay lại. Mình hận các cậu. Âu Kỳ, Âu Kỳ à, cậu làm gì vậy? Chúng ta còn chưa nghĩ cách. Yên tâm đi, sẽ có người tới cứu cô ấy. Ai vậy? Đến lúc đó thì cậu sẽ biết. Cô nhìn những ngôi sao trên trời, có giống nút ruồi mỹ nhân không? Mặt đầy nút ruồi mỹ nhân, vậy thì xấu chết mất. Bây giờ, khi cô nhìn thấy ngôi sao sáng nhất, sau đó lặng lẽ cầu một ước muốn, thuận theo chặng đường phía trước của chúng ta. Khi cô đếm đến ngôi sao thứ 999, thì nguyện vọng của cô sẽ thành hiện thực. Cô đừng có quên đếm đấy. Ta đang đếm đây. 30, 31, 32. Ta cũng hướng lên những gì sao cầu nguyện. Người tháo mặt nạ của ta chính là người ta yêu thật lòng. Cô về rồi sao? Cô tại sao vẫn chưa đi? Không sợ ta giết chết cô à? Ta tin cô nhất định sẽ quay lại. Vẫn nhớ đám lưu manh truy đuổi chúng ta lần trước không? Bọn họ lại tự dưng nhằm vào ta. Lúc đầu ta cho rằng là người của Kỳ gia tới tìm cô về. Bây giờ mới biết họ là một đám lưu manh, cho rằng cô là La Nguyệt, trên người có báo vật nên mới tìm cô. Mấy ngày này tốt nhất cô đừng quay về. Vì lo cho ta nên huynh mới quay lại tìm ta phải không? Lần này ta quay lại chỉ muốn bù đắp việc trước đây ta trói nhầm cô. Sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa. Tại sao vậy? Nếu như cô cần biết tại sao, vậy ta sẽ nói cho cô biết. Ta thực sự nghi ngờ trước đây, trong lúc ta không có ý thức, đã giết chết Tiểu Nguyệt. Ta sợ ta cũng sẽ làm hại tới cô. Ta không sợ. Hơn nữa ta tin rằng Lan Nguyệt không phải do huynh giết. Huynh yêu cô ấy như vậy, sao lại nhẫn tâm làm hại cô ấy chứ? Tô Phóng, có người chuộc cô ra rồi. Tới lượt cô cược đi. Tiểu hay đại? Đại, đại, đại. Là đại thật, lại thắng rồi. Này, tôi nói cho bà biết, việc này không bằng như vậy đi. Chết người rồi, chết người rồi. Bên này có người chết. Cái gì, mau đi xem. Âu Kỳ à, làm ta sợ hết hồn. Việc quá gì vậy? Sáng sớm ra đã có một xác chết dưới thuyền của tôi. Thi thể này chỉ có một cánh tay. Vị đại ca này, thi thể này do huynh phát hiện sao? Mặc đồ gì kỳ quá vậy? Cô làm gì? Người hỏi ta làm gì? Ta đang hỏi ngươi đấy. Huynh vớt từ đâu lên? Ở dưới đáy thuyền của tôi.
dưới đáy thuyền. Chết thật thảm hại. Bây giờ cậu mau chóng quay về, bọc vào mang qua đây. Được. Qua đây xem đi, qua đây xem đi. Từ khi ra khỏi ngục giam, mặt huynh cứ khó coi như vậy. Ai đắc tội huynh? Nếu như cô muốn báo đáp, vậy thì không cần. Tiền bảo lãnh ta, huynh cứ trích tiền trong tiền quán, ta cũng không mắc nợ tiền huynh. Kỳ Hàn, ta biết huynh là người thẳng thắn. Nếu như huynh có gì thì cứ nói thẳng với ta là được. Đừng có ở đây sầu rỉ như quả hồ lô, đánh đố ta như vậy. Tôi cô nương, ta có thể có ý kiến gì với cô? Cô phải đi tìm bằng hữu. Tôi một lòng điều tra án huynh tẩu của ta bị giết, giữa cô và ta giống gì không liên can. Có lời dư thừa gì đáng nói chứ? Huynh, được rồi, được rồi, ta xin lỗi huynh, được chưa? Cô có gì phải xin lỗi ta? Ép ta nhận sai có phải không? Được thôi, vậy ta làm huynh hài lòng. Ta tìm huynh đòi bức họa chân dung của Lan Nguyệt là để gián cáo thị. Ta biết cô làm vậy để tìm bằng hữu của cô. Bằng không, ngày hôm đó ta sẽ giành lấy tất cả các bức họa. Vậy nên mới để cô đăng bức họa chân dung cáo thị tới hôm nay. Nói thật lòng, ta thực sự rất lo lắng cho bạn của ta. Không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi. Mau lên, mau lên, phía trước có người chết. Mau lên, là xảy ra chuyện gì rồi? Thật đáng sợ. Nói lại vào xem. Cô xem đi, bàn tay sáu ngón. Đây không phải tên có bàn tay sáu ngón hỏi đường ta sao? Chính là hắn. Bàn tay có sáu ngón, không sai. Hát dây đồng, hắn ta chết do mất máu quá nhiều đúng không? Hắn ta không phải chết do mất máu quá nhiều. Dựa vào đặc trưng xanh xao vàng giọt trên mặt hắn thì là do mắc bệnh mà chết. Có nghĩa là người này sau khi chết mới bị người khác cưa tay. Việc này cậu cũng nhìn ra được à? Tô Phóng, cậu vượt ngục rồi sao? Đây là quái nhân sáu ngón. Quý nói hồ đồ gì vậy? Hiện giờ quái nhân sáu ngón chết rồi. Vậy thượng quan còn sống hay đã chết chúng ta cũng không biết được. Hắn ta chết trước khi Kỳ gia xảy ra chuyện. Không thể nào, tối qua mình còn đánh bị thương hắn mà. Người cậu đánh bị thương là người đeo mặt nạ, không phải người này. Vậy nên người bắt thượng quan đi là một người khác. Phải rồi, hắn ta đã bị thương, chắc chắn sẽ tới tiệm thuốc để trị thương. Đúng vậy, chúng ta tới tiệm thuốc tìm những người mua thuốc trị thương thì có thể tìm thấy người đeo mặt nạ, cũng có thể tìm được thượng quan. Nếu như hắn ta điều trị trong huyện này, đám lưu manh mà cô thuê chắc rằng sẽ phát giác được. Nếu như chữa thương ở chỗ khác, vậy khả năng lớn nhất sẽ đến tiệm bán thuốc ở cửa đông của huyện. Đi thôi. Đi. Lão nhị Kỳ gia làm gì kỳ vậy? Cô nương này gan lớn đấy. Nha đầu này cầm bàn tay đi rồi. Có người không? Đến đây, đến đây. Đây là tiệm thuốc à? Họa sĩ ông chạy tới tiệm thuốc làm gì? Tiểu lão kinh doanh cả cửa hàng tranh và tiệm thuốc, có lẽ nào không được sao? Có người nào tới đây mua thuốc trị thương không? Thuốc trị thương là loại thuốc thường thấy, người mua thuốc này rất nhiều. Vậy có người nào đeo mặt nạ, trên tay bị băng bó, hoặc là vừa mới bị thương, chảy rất nhiều máu, yếu ớt, thoi thớp hay không? Được rồi, để tôi hỏi đi. Ông chủ, ông đừng sợ. Ta muốn hỏi, hôm nay có người tới mua thuốc trị thương không? Có. Chẳng phải là cô nương trong tranh mà vị cô nương này bảo tiểu lão vẽ sao? Sao ông không nói sớm? Ông mau chóng nói cho ta biết hướng đi của cô ấy. Thượng quan, thượng quan à, Tô Phóng, Âu Kỳ. Chỉ vì mình có cái tên ba chữ Hát Giai Đồng. Ta biết ngươi. Ngươi chính là Điền Quân, chính là người giết chết đại ca đại tẩu của ta. Người đâu? Có. Bắt hắn ta đi.
Nè, mấy người đừng bắt huynh ấy. Huynh ấy là người tốt. Đừng bắt huynh ấy mà. Thượng quan, đừng bắt huynh ấy. Thượng quan, người bắt cậu từ Kỳ gia đi, rốt cuộc có phải hắn không? Dù đúng là vậy, nhưng do mình tự nguyện. Huynh ấy không có tội. Mấy người thả huynh ấy ra đi. Đưa đi, buông tay ra. Điền quân đừng đi. Đừng bắt huynh ấy mà. Điền quân à, Điền quân. Âu Kỳ, thực sự Điền quân không phải người xấu. Huynh ấy muốn thả mình đi từ lâu rồi. Là mình thấy huynh ấy đáng thương nên mới không bằng lòng rời khỏi huynh ấy. Sáng nay huynh ấy cũng muốn rời xa mình vì huynh ấy nhìn thấy bên ngoài có đám lưu manh đang nghe ngóng mình ở khắp nơi. Huynh ấy vì đưa tin cho mình nên mới quay lại tìm mình. Âu Kỳ, với trạng thái hiện giờ của huynh ấy, dù huynh ấy không giết người, nếu không chừng huynh ấy cũng sẽ nhận tội. Còn nghĩ sao huynh ấy yêu Lan Nguyệt như vậy? Huynh ấy biết được Lan Nguyệt đã chết, đến mạng sống cũng không cần. Sao huynh ấy lại có thể có động cơ giết người? Xem ra hồn cậu bị Điền quân lấy đi thật rồi. Âu Kỳ, cậu là người suy luận tốt nhất. Mình xin cậu, cầu xin cậu cứu Điền quân. Huynh ấy chắc chắn là người tốt. Huynh ấy nhất định không phải là hung thủ giết người. Được rồi, cậu đã nói vô số lần rồi. Huynh ấy là người tốt, không phải là người xấu. Thực ra không cần cậu nói, mình cũng biết anh ta không phải hung thủ. Nếu như nói Điền quân nhắm vào Lan Nguyệt và Kỳ Dục, vậy thì anh ta không có lý do để công kích Kỳ Mẫn. Hơn nữa nói anh ta bắt cóc cậu đi, nhưng bắt cóc cậu là gì ngăn cản Lan Nguyệt gả cho Kỳ Dục. Sau khi cậu tỉnh lại mới biết cậu không phải Lan Nguyệt, lại càng không có khả năng quay lại giết người. Vậy chúng ta nhanh chóng đi nói cho quan phủ thôi. Vô dụng. Hiện tại mình không biết chân tướng của vụ án, lại càng không biết hung thủ là ai. Quan phủ sẽ không thả người dễ dàng như vậy. Hơn nữa bây giờ đang nửa đêm, cậu cũng phải cho lão gia quan phủ ngủ chứ. Vậy phải làm sao đây? Mình có cách. Cậu có cách gì? Mình rất quen thuộc nhà lao. Ban ngày mình mới ra khỏi đó, mình giúp cậu cướp ngục. Cướp ngục? Cướp ngục thì có gì đáng kích thích chứ? Mình thấy hay là đi cướp pháp trường. Có lý. Hai người đừng có làm loạn ở đây được không? Vụ án này vẫn chưa được xét hỏi, sao mà đem đi chém đầu được? Muốn cứu Điền quân buộc phải tìm ra hung thủ. Vậy cậu đứng đây làm gì? Mau đi tìm đi. Đại tiểu thư, cho dù muốn cứu tình lang của cô, cũng phải để bọn tôi có thời gian thăm dò hiện trường chứ. Bây giờ đang nửa đêm, cậu cũng phải có mấy đồ như đèn pin chứ. Bằng không tối đen như mực, mình cũng không nhìn thấy, phải không? Mấy người rốt cuộc có phải bạn bè hay không? Âu Kỳ, cậu mau nghĩ cách cứu Điền quân ra đi. Mình thấy cứ tiếp tục như vậy, chỉ có ba người chúng ta sẽ trở về hiện đại. Cá không, cô ấy mới không bỏ lỡ cả gia tài bạc triệu nhà lầu xe hơi. Là cô ấy không lỡ hay là cậu không lỡ? Đi ngủ đi. Dừng tay! Ai bảo các người dọn dẹp? Đang họ lại. Ai bảo các người dọn dẹp? Ô cô nương làm sao vậy? Ai cho các người dọn dẹp? Chẳng phải ta đã từng nói chỗ này có đầu mối rồi sao? Ai cho các người dọn dẹp? Dừng lại đi, đừng dọn nữa. Khu viện tử này vẫn luôn do tôi dọn dẹp. Trước khi chưa phá được án, không ai được động vào bừa bãi. Đi ra ngoài hết đi. Ra ngoài. Đi đi. Đi ra ngoài đi. Âu Kỳ, mình chỉ có một lát không cẩn thận để bọn họ qua đây. Mấy cậu mau đi tìm xem manh mối có bị phá hoại không. Được. Cậu cuốn cuồng lên như vậy sao có thể tìm manh mối? Hiện tại mình vẫn nghĩ không thông. Hung khí này sao lại bị dứt ở diện tử mà không mang đi? Ở đây nhất định vẫn còn manh mối. Nhất định là vẫn còn. Nhất định vẫn còn. Âu Kỳ, thượng quan, hai người mang qua đây. Ở đây có một cái rìu này. Ở đâu? Cái rìu này sao lại ở trên cây? Đây là thứ gì? Mình không biết. Đây chẳng phải là phím đàn sao?
Phím đàn. Phím đàn. Đúng vậy. Cậu mà không nói mà còn tưởng là rồng rọc nữa đấy. Cái này khá thú vị. Cậu đang nghịch gì vậy? Đừng chơi nữa. Đây là một đoạn trúc trỏng. Âu Kỳ, mấy thứ này có vấn đề gì không? Những thứ này không có vấn đề, nhưng mà đồng thời xuất hiện cùng một chỗ, rất có khả năng sẽ có vấn đề. Mình cần phải liên kết mấy manh mối này lại đã.